bữa nay thằng thằng em sang nó mua một bì bánh mì luôn này cả nhà. Nó mua tới mười mấy ổ bánh mì mà nó ăn chi dữ vậy rồi. Mình mày ăn là ai nữa? À, ăn là chú Tám hả? Vậy hai chú cháu ăn mười mấy ổ đây. Mua thêm anh em nào quá gian gì? Quá gian hả? 12 ổ luôn. Ăn dữ tợ. Vậy là ăn hai quăng hay ăn một quăng đây không? Bánh mì còn nóng hở luôn, thơm phức luôn cả nhà, còn giòn luôn nè. Thấy không? À, đợi món. Chú Tám này, bánh mì nóng hổi vừa thở vừa ăn nè. Bánh mì nóng hổi vừa thở vừa ăn các bạn ơi. Dạ, sáng bữa học xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng họ và anh em đồng thúng luôn. Ê, chú Tám rồi, em sang muốn ăn bánh mì. Bánh mì thì phải có gì chú Tám? Bánh mì thì cả bánh mì, đi đâu cũng có cái dê cho mình. Lâu lâu đỡ món ăn, ăn bánh mì cũng ngon của chú anh chị à. Cũng ngon ngán. À, mua bánh mì rồi mua hộp pate hay là chiên trứng này. Rồi ra bỏ vô chan thịt dầu ăn cũng ngon. Dạ ông xin phép tạm dừng video của chú anh chị. Dạ giờ đã tới điểm câu rồi cả nhà. Giờ mấy anh em tập trung bỏ thúng vào câu. Cũng cũng đi câu cá mó lại cô chú anh chị, nhưng mà đi câu cá mó và bạn này bạn khác nha. Dạ Út xin mến chào ngày mới cả nhà, xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ Út kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới vui vẻ và an lành, hạnh phúc. Dạ giờ mấy anh em đồng thúng đã lấy đồ lấy đạc xong hết rồi. Dạ Út chuẩn bị sửa soạn rồi câu ngày hôm nay. Dạ thành quả của Út câu ngày hôm nay được nhiều ít gì. Dạ Út kính mong cả nhà xem hết video, trước là ủng hộ cho Út, sau là để biết thành quả của Út câu ngày hôm nay được nhiều ít gì hay không nha cô chú anh chị nha.
tranh bằng cái bìa rồi cả nhà ơi, tranh bằng cái bìa cước hết rồi. Loại này là cầm phải giật lên liều cho không là nó lăn nó rớt xuống lại cả nhà. Qua wow, con này cũng 6-7 kg cả nhà ơi, quá là mừng rồi. Con này ổ kiếm gạo rồi cả nhà, lâu lắm rồi mới thấy được lại nó nè cả nhà. Qua wow, cũng 6-7 kg á. Ô oh, quá là mừng rồi cả nhà. Ô oh, mà nó quậy rớt cước rớt câu hết rồi cả nhà. Dạ ột tạm dừng video cô chú anh chị, ột mừng quá rồi. Thì làm con mồi chạy vằn vằn sáng giờ đây, chắc con cỡ tiếng mấy á, ột đừng con cá bóp nè, lâu lắm rồi á. Wow, quá là đã luôn cả nhà. Con này nằm giá cũng phải 6 kg trở lên. Nó quẩy một đống cước ột rớ như thế này đây, tranh bằng tiếng bìa đây rồi, rồi sợ ra đã đầu luôn cả nhà, sợ đuối luôn nha. Cái loại này là ột giật một khấu lột quăng lên liền, không là nó lăn khấu là nó rớt xuống lại á. Cái loại này là phải dễ ăn nó đâu. Cái tại này nó cạn, cái tại này cái khấu nó dài vậy cô chú anh chị, cho nên là khấu phải có thế giật lên liền. Còn mấy kia không có tại rồi nó dễ à. Dạ dột sợ công á cô chú anh chị à. Quá đã luôn cả nhà. Wow, quá đẹp luôn. Còn đây là ột kiếm gạo rồi cô chú anh chị.
luôn mà sớt luôn tợ. Rồi. Con bò thứ tư. Dạ nãy giờ hoàng miết mà cũng không thấy gì nữa cả nhà. Uống con cá bớp đó kìa, con cá bớp đó nó về con đây hoặc là lớn hơn con đây á, nó đi mạnh ghê cả nhà. Nó đi lừa cả đỏ luôn chứ, lừa thấy cá rồi bắt đầu đi lại. Đi gần xuống đó sao ghê nó sức luôn tở. Ồ đúng uổng luôn á cả nhà, con đó con cả triệu mấy bạc hết chứ. Con ấy sao được hai con bộn gạo rồi cô chú anh chị. Thì sớt cá lớn thì có lúc con thấy uổng ghê không chị à, không phải có lúc mà lúc nào cũng thấy uổng luôn. Thử quằn cả buổi tàu mà có hai con cá mà sớt con thì quá uổng rồi cô chú chị. Ồ nó nẹt câu nó đi, lúc mà mới lần đầu đại ba nó ăn vô cái tớn kia còn tới luôn, nó nẹt câu nó đi đã ghê à. Rồi hạ ga đến số tới lui nó gần không à, lừa cả đỡ rồi. Lấy bộ lử lên không luôn, quá uổng luôn. Thì nãy giờ hoàng biết con thấy gì nữa cô chú chị. Giờ chạy đi câu cá nhỏ, thì trên đường chạy đi hồ cũng dắt câu theo. Ngày mai có gặp cá thu quá vậy nó ăn kiếm con nữa. Còn không thì hồ neo câu cá nhỏ kiếm thêm đồng nào cô chú chị. Giờ này là 10 giờ kém rồi, 10 giờ kém 15, 9 giờ 45 phút rồi cả nhà. Dạ giờ ông neo câu đây cô chú anh chị. Ông móc hai con cá cơm. Đợt giờ là câu tôm không à. Bữa nay câu lại mà cá cơm đây. Sáng giờ chạy được con cá bớp, chắc con nó cỡ 6 kg đổ lên cô chú anh chị thì cũng kiếm gạo được rồi. Nhưng mà cũng uổng là uổng cái con nó sức á, thì cũng rất là uổng luôn. Thì bây giờ vàng không có nữa, giờ ông đeo lại câu, đeo chỗ này câu kiếm con cá nhỏ nào, kiếm thêm đồng nào của chú chị. Ồ nước chảy ra. Dớt thúng vô của chú chị. Hột tới cái chỗ đây hột câu cá nhỏ mà từ nãy giờ luôn không có một con cá gì luôn, đi riêng luôn này. Hồi giờ mới thấy luôn á, mà không có con hột câu được một con cá nhỏ nào luôn. Dạ giờ sửa sạn hút màu bỏ vô lại để dành câu. Rồi đi dớt thúng vô cho rồi, giờ gió lại rồi. Mộng kiếm con cá mú nào mà khỏi luôn. Giờ mấy anh em lặn sò vô cô chú anh chị. Giờ ra mấy cái khọt ghê đây chạy quá tay luôn à. Chạy thả ra không?
bữa nay mấy anh em mắc gạo hết rồi cả nhà. Anh em nào nhiều nhiều nhất thì 500-600 đổ lại à. 300, 200, 300, 400, 500. Chắc mai đây hoặc đi chỗ khác lại cô chú anh chị. Cũng câu cá mó tiếp đi chỗ khác. Có hiện tại ông nào nhiều nhất 600 à. Còn nhiều chắc ăn độ 200 nhớ vô bán cũng 300 mà. Cũng nói chung là cỡ 3 mấy tới 600 tươi thớm á. Mai hoặc đi chỗ khác cô chú anh chị. Kêu mệt. Tam. Cái máy nó kêu mệt. Dạ giờ đã tới bến rồi cô chú anh chị. 2 giờ 55 phút. Dạ giờ thùng là lấy con cá bóp căng của chú anh chị. Căng thử được mấy ký đây. Thì cá bóp này biết bán cho khách không biết. Vô sức một con đúng uổng luôn á. Sức một con uổng quá tay luôn. Ồ, cá từ trong luôn, trong dòng luôn. Mấy ký đây, vô sức một con lớn hơn đây nữa cho nói. Vô 7 ký mấy luôn. 7 ký 7. Đúng. 7 ký 7 nha. 7 ký 7. 7 ký 7. Nào. 7 ký 7 của chú anh chị. Giá nhiêu biết? 250 nha một ký. Giá 250. Đây là làm sẵn luôn, cắt lát luôn. À, cắt lát cho cô luôn ha. Ừ, bỏ biệt kích cho cô luôn. À. Kiểu này sức hết một con thôi, kiểu này tao biết đuổi ra ngoài ngủ quá à. Không có đường con đây đâu có đuổi đâu. Đường con đây cũng chưa đuổi hả? Sợ đuổi ra ngoài ngủ nó cục biết nói được con đây chưa đuổi không? Còn ngủ được hả? Còn ngủ được. Dạ như vậy là ột đã được một con cá bóp 7 ký 7 là giá 250 là 1 triệu 7 triệu 8 luôn rồi cô chú anh chị. Thì bữa nay ột cũng kiếm gạo bộn rồi. Dạ thì ột tạm dừng video để lát nữa bé làm cá cho khách luôn rồi coi cá nó như thế nào nha cô chú anh chị nha. Để lát này bé cộng tiền thử được bao nhiêu luôn. Dạ giờ bé nào dậy rồi làm phần luôn cô chú anh chị, làm phần cho cô luôn. Cái dãy con cá bóp nó nhỏ à nha, cho nó không phải dãy bự bự giống cá gáy rồi hay cá kiểm rồi đâu. Cái dãy nó mịn chưa, dãy nó này chút chút à, nó dãy nó này
mặn mặn không ha, vậy nó như cá gáy hay là cá kẽm đó, hay là cá nhồng đồ thì cái dãy nó lớn cô chú anh chị, dãy mấy con cá đó lớn hơn cái móng tay mình luôn nè. Còn cá bớp à, dãy nó nhỏ mà con cá thu cái dãy nó càng mịn hơn nữa. Cái dãy con cá thu rất là mịn luôn, nó còn nhỏ hơn hột mì nữa cô chú anh chị. Cá thu có dãy vậy? Có đó, dãy nó mịn lắm. Cái đi làm khó không cá thu nha. Ồ, cái này phải khó hơn chứ. Bạn tổng cái đầu nè, cái đầu nó có dao, có dao làm hay không đây. Cá nó ú. Đi làm xong rồi cả nhà. À, đi làm. Những cái đẹp, cái rửa sạch sẽ luôn á, cô chú anh chị. Con cái bóp á, mình làm nó cực hơn con cái thu. Cái thu biết làm nhanh, còn cái bớp đi làm nó hơi lâu. Tại cái da nó dày á, nên chặt nó có miếng thì nó đều, có miếng thì bên bự bên nhỏ. Nó không có đều. Đào đây. Bây giờ biết bỏ bị kích. Đây. Bỏ vô bị đi. Xong rồi ống thùng gỡ luôn cái này. Đem miếng à, nhỏ vô, nhỏ vô mà đem miếng, bị ba miếng vừa. Coi đi đếm thử anh, cái con cá đi nó bảy cái bảy nhân giá nó 250.000. Này nó được là 1.925.000 cô chú chị. Chỉ là con cá thì được là bữa nay chỉ là ổn câu, bữa nay được là 1.925.000. Có được con cá bớp đi luôn cả, mừng ghê gớm luôn cô chú chị. Nên mới được, giờ mới được con cá đây, giờ bị đắm luôn, bị bỏ bị đóng đỡ sẽ vườn cho cô luôn. Bị đắm đi, nó đắm gì gì luôn. Là ăn ráo tạo. Dạ vậy thôi, biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video cho anh Hộp. Giờ biết bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Thử nữa.